Đây là đường Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh, hướng về sân bay Tân Sơn Nhất. Chiều tối mùng 9 Tết gì. Đây là con đường mới mở, rút ngắn khoảng cách giữa Thủ Đức và sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như đi Biên Hòa đó. Bây giờ người ta đi đường này nhiều hơn. Dọc theo đường này quán nhậu rất nhiều. Qua cầu Rạch Lăng. Dân trị quý vị, bữa phải là đi Gò Vấp á. Đường Lê Quang Định hả quý vị? Rẽ phải là đi Gò Vấp, rẽ trái là vô chợ Bà Triệu, Lăng Ông. Đây là khu vực phường 1, quận Gò Vấp, Sài Gòn. Tối mùng 9 Tết Đinh Dậu. Có những cây cầu đi bộ đó băng ngang cho người ta đi lại giữa hai bên đường. Đây cắt ngang qua đường dây xe lửa nè.
pháp với gì. Kết thúc đường Nguyễn Thế Sơn là đường Bạch Đằng. À, bên phải là đường vào chợ Tân Sơn Nhất. À, bên tay trái là phường 2 Tân Bình. Quán xá quý vị thấy Sài Gòn đã trở lại nhộn nhịp bình thường rồi, hết Tết rồi quý vị ha. Nhưng mà mùng thì ngày mai còn mùng 10 nữa. Đó, phía trước quý vị là từ từ tiến đến sân bay phi trường Tân Sơn Nhất nè quý vị. Bên tay trái là cái siêu thị Bắc Sơn sân bay đó. Rồi đây toàn cảnh sân bay Tân Nhất phía trước quý vị, đêm mùng 9 nè. Quẹo phải là yoga quốc tế rồi, đi thẳng là yoga nội địa nè. Rồi hẹn gặp lại quý vị.